hàng rào đối diện nhà mình à? Mẹ như trộm anh em ạ, khả năng mình gần Tết rồi, đúng rồi. Mẹ bảo sao trong làng mình mọi người mấy hôm nay là tự nhiên là mất gà qué cái kiểu, nhiều nhà mất gà, mất trộm gà vì cái kiểu đấy, thì không biết là ai, nhưng mà tự nhiên bây giờ là đang gần 11 giờ rồi mà thấy có thằng nào nhảy kia đường, khả năng mình sang quán mình gọi anh em ạ. Mình là điên. Bắt trộm không? Nó sợ đâu. Bây giờ em thấy thằng nào mẹ của em nhảy hàng rào đối diện nhà em rồi. Nhảy hàng rào này á? Bắt trộm Tết này thì mẹ em mình mà làm công gì không? Làm công xin nó phát đấy, nhưng mà đâu? Thì chủ yếu là trộm thì em phải gọi anh ấy thật, em phải thấy treo hàng rào. Có đi em. Thì mẹ Tết rồi em được công, em được tiền thưởng Tết thì sao đúng không? Điếu không à? Thật đâu. Nó có một thằng không mà? Mẹ nó chọc có phát thì em. Thì bây giờ cầm... À, con nói cầm dao lắm đấy ạ. À. Mày điên là sợ gì? cứ vào đi xa đấy, thế để từ em cầm gắp đi đi xa đấy thôi, đi sang sang phòng bắt trộm đi nha, từ từ để tí dính nó ra phát là nhéo bắt luôn nhè nhiều mạng thật. Nó ra phát là vô luôn không? Vô lập công. Thế xong rồi nhiệm vụ công an mà thưởng cho mình tiền bắt trộm thì em có tiền cho Diễm đi viện đúng không? Ừ. Đấy rồi. Thế bây giờ anh em mất đấy. Ngồi xuống, tao ấn bỏ mẹ vào đấy, bây giờ. Này, ngồi ra đâu ấy. Này, cứ đứng ra bên này. Đấy, mẹ nhá. Chó này, mày dám mày vào nhà tao ăn trộm đúng không? Ăn làng tao trộm đúng không? Hả? Mẹ con này mày biết đấy nhà bác tao không? Hả? Mày chạy, mày đứng ra. Mày đi. Mày đi, tao cho nó đá nó một cái không? Mày đi, cho em đá nó một cái cho có tức. Đá đầu nó lên. Mẹ, chó này, chó thế này. Mày chạy ở bốn phòng mà chết đây này. Đúng rồi, gần Tết rồi mày thích ăn trộm đúng không? Hả? Anh em. Mày đó. Mẹ đuổi. Kéo mày, cái thái nhá. Mày mệt hê nhỉ, đau. Mày ơi, kéo mày cho chưa? Không, mẹ cho này ra chỗ sáng để nhìn mặt nó cho dễ phải. Mày nhá, riêng anh nhá thầy. Anh em mình hôm nay lập được công lớn rồi hiểu không? Đi đúng không? Đi vào đây. Đây nhá, mày ngồi xuống tao sạch chân hết. Mà tao mà vung kiếm ra là mày mất chân đi một tí đâu. Hả? À, xem mặt mũi này nha, tay con này. Mở mặt lên. Em. Hả? Lật mặt ra cho em. Tôi mày ăn không lật ra. Đúng rồi, đúng rồi. Để tao bố mày xin cho mày phát kiểu chết cha cũng bỏ đó. Ủa, thế ạ? Anh Tuyền à? Anh Tuyền mà. Thằng này mày làm gì đấy? Ông Tuyền à? Làm gì đêm hôm mày không vào nhà thôi, mày cứ trèo nhảy làm gì đấy? Ô, để bảo tao tưởng ai ấy. Tao tưởng mày ở bệnh viện đó, mày về bao giờ ấy? Mồm đâu? Bỏ ra nha. Bỏ ra nha. Mày làm gì đấy? Hả? Mẹ mày đêm hôm vào nhà, bước ra nhà gọi phải mở cửa cho ai trèo nhảy làm bao giờ từ đầu năm. Mày nhảy băng gian gì bỏ ai? Cầm đấy, cầm một. Cái gì ấy, bỏ ra, ra bỏ ra đây. Mày cứ bỏ ra. Cái gì đây? Mày vào nhà người ta mày ăn trộm bình gì ấy? Hả? Đi đâu? Bỏ ra. Bình gì đây? Đi đưa được mày bán, đưa mày bán. Đưa mày bán em. Đi về. Hả? Mày ăn gì đây? Bình này bình gì mà mày lấy nhà người ta làm gì? Hả? Thì tao cũng nói mày rồi, mày biết rồi. Và thật sự này tao không có cái nào kiếm tiền nữa mà viện phí sắp phải đóng rồi.
À thế là ý là bần cùng sinh đạm tặc đúng không? Mày mày bây giờ là từ một thằng mẹ mày ngoan ngoãn vừa ăn trộm người ta mà bây giờ cuối cùng là mày lại đi vào con đường tội lỗi đúng không? Nhưng mày thế là bây giờ không có tiền đóng viện phí thì bây giờ nó cứ không cho vợ tao về. Xong mà bây giờ tiền ăn tiền uống ở đấy cũng không có để mà lo cho nó nữa. Thế tao bảo mày tiền long có nghĩa là bảo anh em để anh em cùng nhau mà giúp đỡ. Chứ ai cho mày đi ăn trộm? Thế tao bảo mày nhá. Thế hóa ra là trong làng mấy ngày nay cũng mất gà mất vịt là mày lấy đúng không? Tao không bắt gà mất vịt, tao chẳng qua là tao chỉ vào tao nhìn thấy lúc chiều tao mấy hôm trước tao vào tao thấy cái bình này ở đấy thì tao cứ nghĩ là bình đồng thì tao vào tao mượn của người ta. Bình này là bình đồng thì đáng bao nhiêu? Bình này gì phải đồng? Bình đồng mẹ mày xi măng nhựa đây đây. Mày lấy mẹ mày nhựa đây đây. Mày lấy bình nhựa về thì bình này đáng bao tiền? Được vài chục không? Thì tao cứ nghĩ là bình đồng thì tao cũng chỉ mượn rồi khi nào tao có tao sẽ lại giả bác ý thôi chứ. Chứ tao không phải tao lấy hẳn đâu. Thế là bần cùng phát là làm hoa mắt không nhận được phân biệt được đâu đồng đâu là đồ giả đúng không? Thế trong làng cũng mấy nhà mất trộm gà vịt có phải là mày lấy không? Tao không có bắt trộm gà vịt. Mới hôm qua tao không biết về đây tao mới lúc mà mày bảo tao lên viện ra tao không lên xong tao vẫn ở đây tao muốn lấy một cái gì đó tao mang đi bán để lên lo cho nó. Hôm qua cái lúc mà cả làng bị đánh bạc mèo ấy chết hết thì có phải mày không? Em bảo em nope. Ở viện một tuần nay rồi thời gian đâu mà em làm mấy chuyện đấy. Rồi cái chuyện đấy bỏ xong còn bây giờ nhá. Đưa. Cầm ấy lấy ở đâu giả chỗ đấy giả người đấy nghe mày điên. Bây giờ mày bảo tao mang giả người ta có gì mày bảo tao đi vào chỗ chết rồi. Bây giờ mày là người sai mày người lấy chẳng nghĩa bây giờ mày định lấy luôn của nhà người ta lấy của nhà người ta thì mang giả lại lấy đâu giả ở đấy. Thôi bây giờ nhé bảo rồi sống ai gọi là nghèo cho sạch sách cho thơm mày chưa. Nhưng bây giờ thôi đằng nào cũng tao cũng lỡ lấy rồi thì bây giờ mày cứ để tao mang đi bán được bao nhiêu được. Bán cái này được 30, 40, 50 thì mày bán ăn gì? Có phải mất danh dự của mày là một thằng ăn trộm không? Đi cầm sang giả người ta như nghen. Tôi biết đâu nhớ là đồng cái gì thật sao? Mày có thủ cái dao bấm cái gì đồ rồi ra đặt gì đấy? Điên là ra gì đó cho tao mình phải trong nghề đâu mà tao cầm dao cái gì? Tao chỉ biết lấy là tao lấy chứ tao có phải bọn chuyên nghiệp đâu mà tao biết tao thủ. Cái này thì bây giờ giả lại thì cũng chết nhưng mà người ta phát hiện ra đâu đấy. Bây giờ cùng nắm mày vừa lấy ở đâu? Chỗ nào? Hè họ đặt mẹ cổng nhà. Mày cứ trèo vào mà đặt đúng vị trí đấy là được. Không phải đặt vào nhà để cổng cũng được. Hoặc để sân được mang người ta tự ra lấy người ta nhà người ta không cam phải không? Thôi thì bây giờ nỡ lấy rồi bây giờ mày vứt đi bên mày mang ra người ta biết người ta lại đi báo công an thì tao mất suốt này tao không về. Chốt lại là nhanh lên. Ấy đi mang vào mang đi giả người ta nghe. Mày giả mày đi mà giả tao không giả. Thôi nói chung nên là bây giờ anh nói như này bây giờ nó chả đáng bao nhiêu mà bây giờ mình giả nó bắt được thì cũng không tốt cho Tuyền hiểu không? Thôi mình cứ phất ở cổng người ta mai ngày sáng người ta đang người ta nhìn thấy người ta tự nhặt vào. Còn thằng này nữa mẹ thiếu tiền thì bỏ anh em cùng nhau góp vào mà sao mày đi làm ba cái trò mèo là không biết nữa. Còn giờ bọn anh cháu biết là ai mà nhưng mà thì bọn anh tưởng giống như kiểu nó mang theo đồ đạc từ trong người nếu bọn tao giận chết cái đấy thì mẹ phải anh em với nhau. Mẹ mày làm gì thế nào mày biết suy nghĩ tí đi vợ con thì bây giờ cũng đang khổ trên viện rồi. Cái đấy là may vừa lên bọn tao là chỉ là đánh mày nên nếu vừa bọn tao tưởng đấy là tưởng em bọn tao mà vừa bọn tao xuống tay thật thì có phải là mày chết không? Thề luôn thằng này nó có giơ tay đỡ quả đấy nó giả vờ cái cho trong túi hay nó móc cái gì thì thôi giọng thôi bằng chết luôn thôi. Bố mày cứ tưởng trộm thật bố mày đang bắt chuẩn bị đưa lên xã lên huyện để lập công. Hóa ra người trộm lại là mày à? Mày lỡ rồi không nói nữa. Thôi thằng này. Cầm cái này tí nữa nhá. Phút từ mai đừng có làm dăm ba chuyện này anh nói thật. Em thiếu thốn hay làm sao để từ từ chạy mạnh. Khải Khánh cầm đồ về tí nữa nhá. Đợi tí nữa tắt điện xong nhảy vào nhà người ta để cái này sân nhà người ta cho anh nhá. Cứ về đi cứ cầm tạm quán đi. Còn thằng này bây giờ mẹ mình không mày trốn ở không vẫn phòng viện ở nhà gì. Thế sang quán ngủ. Sáng mai mới viện giờ muộn rồi. Đi sang quán. Cho kéo sang rồi. Anh đưa sang quán đi. Không, anh đóng cửa. Đi làm quả nữa.